Chùa Ngô Xá có tên chữ là Phi Lai Tự, tọa lạc tại Trương Sơn, một ngọn núi đã gắn liền với lịch sử và sự phát triển của ngôi chùa giữa nơi vùng quê yên ấm và thanh bình. Một ngôi chùa cổ tự nhỏ nằm im lìm dưới những rặng cây xanh tốt, màu rêu phong đang thi gan cùng tuế nguyệt. Từ thành phố Nam Định theo đường 12 hướng về thị trấn Lâm khoảng 18 km đến ngã Ba Vàng thuộc địa phận xã Yên Bình, rẽ phải vào theo đường 64A khoảng 6 km đến trụ sở của Ủy ban nhân dân xã Yên Lợi, rẽ trái khoảng 300 m nữa là tới chùa. Theo tư liệu lịch sử để lại, Phi Lai Tự được khởi dựng từ thời Lý dưới triều vua Lý Nhân Tông 1072-1127. Giai đoạn này, Đạo Phật có ảnh hưởng lớn trong đời sống xã hội và trở thành quốc giáo của nước Đại Việt thế kỷ thứ 11-12. Ban đầu, chùa nằm trên đỉnh núi Trương Sơn. Sau nhiều biến cố lịch sử, đặc biệt là giai đoạn quân Minh xâm lược, chùa Phi Lai bị phá hủy hoàn toàn. Sau đó vào thế kỷ thứ 15, những tàn tích còn lại được mang xuống chân núi, xây dựng thành chùa như hiện nay. Vị trí mà chúng ta đang đứng đây thì trước kia vốn không phải là cái vị trí mà chùa Phi Lai ở đây. Vốn trước kia thì nó ở phía ở trên núi Trương Sơn đây. Chùa này thì được vua Lý Nhân Tông khi mà mộng thấy rồng vàng xuất hiện ở đây thì vua cũng đã về đây 3 lần. Và sau đó là xây dựng cái tháp Vạn Phong Thành Thiện ở trên núi Trương Sơn này từ năm 1108 tới năm 1117 mới hoàn thiện. Thì sau khi mà vua Lý Nhân Tông mất thì là có ba bà phi của vua Lý Nhân Tông về đây tu ở đây và có cái khán thờ phía bên tay phải của chùa. Trong 20 năm thôi, từ năm 1407 tới năm 1427, khi giặc nhà Minh sang thì tàn phá đất nước ta trên mọi mặt trận. Đấy, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa, trong thời đó thực hiện đồng hóa về văn hóa, đồng hóa về con người. Cho nên là những cái biểu tượng mà văn hóa thời đó như tháp ở Du Phật Tích này, rồi là Tường Long này, tháp Báo Thiên này, hay Đội Sơn này, Vạn Phong Thành Thiện như ở đây, là trong thời đó là khi giặc Mỹ sang xuân được phá hết. Sau đến cái thời Trịnh, đấy, nhờ có hai chị em Lương Thị Ngọc Vinh và Lương Thị Ngọc Phú, và cùng với nhân dân ở đây đã hưng công và xây dựng những cái tàn tích gì đầu thế kỷ cuối thế kỷ 15 đầu thế kỷ 16 đã đưa xuống đây và xây dựng là chùa như là hiện tại mà chúng ta nhìn thấy hiện nay đấy là từ thời Trịnh. Trong ngôi chùa nhỏ có một bức tượng Phật vô cùng quý hiếm mang giá trị lịch sử văn hóa thời Lý. Đặc biệt, phải mất nhiều năm tìm kiếm, pho tượng A-di-đà bằng đá xanh này mới vô tình được các nhà khảo cổ phát hiện. Tuy nhiên, số phận của pho tượng cổ cũng gặp nhiều chìm nổi, đã từng bị kẻ gian lấy cắp, nhưng có lẽ do đức thiêng và bằng phép nhiệm màu, Ngài đã tự tìm cách về lại chùa xưa. Đó là lý do bảo vật Phật giáo, bức tượng A-di-đà vẫn an ngự tại chùa cho đến hôm nay. Tượng Phật A Di Đà, bảo Phật gọi là quý nhất của chùa bây giờ đấy, còn giữ lại từ những thế kỷ 12 cho đến bây giờ từ thời vua Lý Nhân Tông đấy. Và ở chùa đây thì có rất nhiều là các sắc phong của các thời, đặc biệt như thời Lê và thời Nguyễn, và thời Nguyễn thì đặc biệt là rất là nhiều các sắc phong của ba bà phi của Lý Nhân Tông này, sắc phong về bên đình này đều là những cái để nêu rõ các công trạng của các vị đó có công với coi như là đất nước này, có công với việc mà tu sửa của chùa nơi đây. Tượng A Di Đà chất liệu đá khối màu xám xanh, đá cát. Về kích thước, tượng có tổng thể bệ và tượng cao 2 m. Theo tư liệu để lại, để trốn tránh giặc Nguyên Mông, sau đó là giặc Minh sang xâm chiếm, tàn phá đình chùa nước ta, tượng Phật bằng đá đã được khoác lên mình tấm áo sơn son, thép vàng như hàng vạn các tượng gỗ khác và ẩn mình suốt mấy trăm năm,
trong những bức tượng gỗ ở chùa Phi Lai. Theo các nhà nghiên cứu, tượng Phật bằng đá tại chùa Phi Lai và tượng Phật chùa Phật Tích về phong cách nghệ thuật cùng bị chi phối bởi một công thức của tượng Phật triều Lý thế kỷ thứ 12. Nhưng tượng Phật chùa Phi Lai có nét riêng độc đáo mà không một tượng Phật nào có được. Đó là khuôn mặt của tượng không bầu bầu theo kiểu ước lệ như các tượng khác mà hơi gầy, lông mày không giao nhau, sống mũi hơi lõm, ở chỗ giữa hai khóe mắt, nhân trung lớn và có hai vòng tròn ở hai bên. Đặc biệt, tay tượng không chảy mà gọn gàng như người thật. Vì vậy, đứng trước tượng Phật, người xem có cảm giác gặp một khuôn mặt rất gần với đời thường, trông giống như một khuôn mặt của người Việt, mang đậm tính dân tộc. Để tồn tại được sau nhiều biến cố của lịch sử suốt chiều dài hàng trăm năm với nhiều cuộc chiến tranh xâm lược, từng một mình chơi trọi giữa rừng, từng bị đánh cắp, từng được làm giả tượng gỗ để tránh sự phá hủy của quân xâm lược. Bên cạnh tượng A-di-đà, tại nội tự chùa Phi Lai hiện còn lưu giữ được 4 tấm bia đá niên hiệu qua nhiều thế kỷ. Phi Lai được xây dựng theo kiến trúc cổ hình chữ đình. Chùa xây theo tôi đối với gọi là kiến trúc truyền thống thôi, hình chữ đình, 5 gian tiền đường và 2 gian hậu cung. Xong rồi trả tiền chiến tranh thì chùa quy mô chùa nó cũng thu hẹp lại. Bây giờ hiện tại giờ chúng ta nhìn thấy là còn có 3 gian tiền đường và 2 gian hậu cung. Và chung quanh các công trình kiến trúc ngày xưa thì có một cái nhà tổ, bên kia thì có một đình xây theo hình chữ nhị. Nhưng mà trải chiến tranh đến khi mà sang thời Pháp thì là bom ném thì nhà tổ cũng không còn. Đình thì rồi đến, rồi do những cái vấn đề mà lịch sử để lại thì cũng bị dỡ mất cái gian bái đường. Đấy, sẽ còn bây giờ chúng ta nhìn thấy còn mỗi... Ngày lễ thì khi đến chùa thì mình cảm rất là bình yên và cũng mong muốn là cái ngôi chùa của mình sẽ được nhiều người biết đến hơn, đến để trải nghiệm ngôi chùa của mình. Chùa Phi Lai nằm trong quần thể di tích đình chùa Phi Lai, Ngô Xá, Chùa Nề và phế tích Bảo Tháp Trường Sơn.
năm 2012, quần thể di tích này được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Yên Lợi là xã duy nhất trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận có hai bảo vật quốc gia là tượng Phật A Di Đà và lan can thành bậc lên xuống của Bảo tháp Trường Sơn. Cách đây gần 1.000 năm, Bảo tháp Vạn Phong Thành Thiện danh tiếng được xây dựng trên đỉnh núi Trường Sơn, xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, mang đậm giá trị văn hóa Phật giáo thời Lý. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử của dân tộc, giờ đây trên đỉnh núi Trường Sơn chỉ còn lại dấu vết nền móng của bảo tháp. Tuy nhiên, nhiều bảo vật đã được tìm thấy ở nơi đây, minh chứng cho một thời kỳ vàng son của nghệ thuật điêu khắc thời Lý, được nhắc đến nhiều trong các thư tịch cổ như Việt Sử Lược, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Việt Sử Thông Giám Cương Mục. Bảo tháp Vạn Phong Thành Thiện hay còn gọi là Bảo tháp Trường Sơn là công trình Phật giáo kỳ vĩ được xây dựng dưới thời vua Lý Nhân Tông, cùng thời với chùa Phi Lai Ngô Xá. Trong sử sách còn lại thì ở trên đỉnh núi Trường Sơn thì vẫn còn nền móng cái tháp Vạn Phong Thành Thiện, nên là xung quanh là bằng đá, cái nền móng nó cao khoảng 1,5 đến 2 mét, là vuông 19 và có bốn cửa thành, thì tất cả các cửa thành ra đều có những cái hình các chạm lan can có rồng này, ở trên này có lan can này, nhưng mà đa phần những cái mà có còn những chạm trổ những cái ấy, thì là bên bảo tàng quốc gia này mới bảo tàng Nam Định này, đặc biệt là bên bảo tàng quốc gia đấy, mà vào đấy mà chúng ta thấy đề cái chùa Ngô Xá đấy, ở đây là tất cả đấy là chính là cái di tích lịch sử ở đây. Những năm qua, công tác trùng tu, tôn tạo, bảo tồn giá trị các di tích luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Lợi quan tâm đẩy mạnh. Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa xã và các tiểu ban ở các thôn được thành lập, thường xuyên phối hợp với các trường học trong và ngoài xã, tổ chức lớp học ngoại khóa, giới thiệu lịch sử hình thành của di tích và các bảo vật, cổ vật liên quan. Đối với xã Yên Lợi hiện nay được nhà nước công nhận có cái di tích quốc gia chùa Phi Lai, rồi tháp Trường Sơn, rồi chùa Nà, thì đây là một cái quần thể mà cũng là cái di tích mà đã được quốc gia, nhưng tức là công nhận là di tích quốc gia. Thế và trên tinh thần cái đối với địa phương thì hàng năm thì chúng tôi cũng đã có cái tập trung chỉ đạo các ngành làm tốt cái công tác là bảo vệ cũng như là duy tu bảo dưỡng. Đối với địa phương thì cái bảo vật quốc gia này thì cũng đề nghị là cấp trên các cấp cũng có cái quan tâm đối với lại cái nguồn kinh phí để nâng cấp và tu sửa khu vực đình chùa, có những nơi là cũng bị xuống cấp. Thế cho nên là hiện nay về cái nguồn ngân sách cũng như là cái quản lý thì cái này thì thuộc quốc gia, nên là đối với địa phương thì cũng rất mong muốn được các cấp có thẩm quyền đấy, có cái nguồn để hỗ trợ để có cái nâng cấp cái đình chùa của khu vực chùa Phi Lai và tháp Trường Sơn và chùa Nè, làm sao là được cái nhân dân đấy, về như thế là hàng năm có những cái lễ hội, làm sao là được đối với địa phương hàng ngày được cái phát triển của địa phương. Hai bảo vật quốc gia đã được công nhận cùng nhiều hiện vật thời Lý được tìm thấy tại quần thể di tích đình chùa Phi Lai, chùa Nề và phế tích tháp Trường Sơn là minh chứng cho một vùng địa linh còn lưu giữ bao giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa cũng như kiến trúc nghệ thuật. Những kết quả khảo cổ này đã phần nào cho phép nhận diện về một quần thể di tích tôn giáo thời Lý rất quy mô và rộng lớn trên địa bàn tỉnh. Bổ sung thêm tư liệu quý giá về các vấn đề liên quan đến Bảo tháp Trường Sơn, phục vụ cho công tác nghiên cứu, trùng tu, tôn tạo quần thể di tích có ý nghĩa lịch sử này trong tương lai.